Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã trở lại và tiếp tục theo dõi kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người và cùng thảo luận với mọi người về việc về cách chăm sóc cây cà phê ở giai đoạn trái non. Đây với cái cách làm của mình á thì đây là cái giai đoạn 1. Và cái giai đoạn thứ 2 đối với cách làm của mình đó là giai đoạn mà trái nó hình thành bắt đầu hình thành nhân, và giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị thu hoạch, có nghĩa là bắt đầu cái quá trình hoàn thiện nhân và bắt đầu trái cà phê bắt đầu chớm 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 chín đó chị. Đấy thì mình sẽ chia ra làm ba giai đoạn như vậy để cho mình dễ quản lý và dễ chăm sóc. Và ngày hôm nay mình chia sẻ đây là cái giai đoạn 1, và cái giai đoạn này được gọi là giai đoạn trái non, chăm sóc cây cà phê giai đoạn trái non. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính. Trước khi chúng ta trồng bất kể một cái cây, chứ không nói riêng gì một cây cà phê cả, thì cái yếu tố chúng ta cần phải luôn luôn đặt lên hàng đầu đó là cây giống chúng ta phải chuẩn, thứ hai là phải khỏe. Thì về sau, những cái việc làm của chúng ta nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Khi cây chúng ta chuẩn giống và nó khỏe thì nó sẽ kháng được bệnh tốt hơn và đạt năng suất sẽ cao hơn, anh chị nhé. Nói về cái cách làm gọi là chăm sóc cà phê ở cái đoạn trái non này, thì một cái yếu tố đầu tiên mà mình muốn đề cập tới đó chính là nước, anh chị. Thực ra sẽ có cái ý kiến bảo là giai đoạn này là trời mưa rồi nên là nước thì nó không gọi là không phải là nỗi bận tâm, nhưng thực ra anh chị ạ, có những cái vùng á nó mưa thất thường, nghĩa là nó mưa sau rồi mãi 1-2 tháng sau nó mới mưa lại. Đấy. Điều đó nó sẽ làm cho cây cái sinh lý của cây nó bị loạn đi. Và sau này ở cái giai đoạn mà hình thành nhân á, cái trái cây cà phê của chúng ta nó sẽ rụng rất là nhiều. Nó không phải là nguyên nhân chủ lực nhưng nó lại góp phần vào trong cái việc mà nó làm cho khiến cho trái cà phê nó bị rụng. Do đó nước là một trong những yếu tố mình đặt lên hàng đầu. Nếu như ở cái vùng của chúng ta lượng mưa mà nó thất thường, nghĩa là nó mưa sau rồi chừng 1-2 tháng sau mới mưa lại, thì chúng ta nên chủ động tưới để tránh cái việc cây cà phê của chúng ta nó bị thiếu nước. Vì thiếu nước rồi sau này nó sẽ có những cái tình trạng kéo theo. Và yếu tố thứ hai mình muốn đề cập tới ở cái giai đoạn này đó là về phân. Về phân bón á, thì chúng ta sẽ có hai dạng. Một là phân bón gốc, hai là phân xịt qua lá. Thì nói về phân bón gốc ở cái giai đoạn này thì chúng ta lại có hai cái loại phân. Thứ nhất là chúng ta hay nói dân dã là phân chuồng. Thứ hai nữa là phân vô cơ. Nói gì nói, chúng ta có bón phân chuồng thì chúng ta cũng phải bón phân chuồng nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cung cấp cái phân phân vô cơ, anh chị nhé. Không phải là hàm lượng nó quá nhiều mà chúng ta cũng cần phải bổ sung. Bởi vì chúng ta muốn nói tới chất và lượng thì chúng ta phải có sự kết hợp giữa hữu cơ và vô cơ. Thì nói về cái phân bón thì nó như vậy. Và chúng ta nói chi tiết hơn đối với phân chuồng. Bất kể một cái loại phân chuồng nào, khi chúng ta đưa vào cây trồng, cây cà phê của chúng ta, thì chúng ta phải tiến hành ủ hoai mục. Ủ hoai mục, anh chị nhé. Tuyệt đối là chúng ta không nên bón phân tươi. Vì khi chúng ta bón phân tươi thì sau này là
có thể là nó chưa xảy ra cái hiện tượng gây hại cho cây của chúng ta, nhưng chỉ vài tháng sau thôi nó sẽ có những cái biểu hiện gây hại cây cà phê của chúng ta. Cho nên khuyến cáo với mọi người rằng là khi chúng ta có ý định chúng ta bón phân phân chuồng cho cây cà phê thì tốt nhất là chúng ta nên ủ hoài mục rồi chúng ta bón. Có thể là chúng ta âm hoặc là bón nổi đều được khi chúng ta đã tiến hành ủ hoài mục như vậy. Và cái phân thứ hai đó là phân vô cơ. Phân vô cơ anh chị lưu ý này, ở giai đoạn này cây cà phê chúng ta cần rất là nhiều đạm anh chị nhé, cần rất là nhiều đạm ở giai đoạn này. Vì sao? Trong xuyên suốt hơn 6 tháng vừa rồi á, là cái thời tiết nó đang rất là nắng nóng, khô hạn, thì cây của chúng ta nó khát dinh dưỡng rất là nhiều. Vào giai đoạn này thì cây của chúng ta nó đang đang mang trái, mang trái rất là nhiều. Và cái việc mang trái này nó hao hụt rất là nhiều cái nguồn dinh dưỡng của cây của chúng ta, và đặc biệt là hàm lượng đạm. Nếu như ở giai đoạn này chúng ta cung cấp hàm lượng đạm á, thì cái trái cây cà phê của chúng ta nó sẽ lớn rất là nhanh anh chị nhé, nó lớn rất là nhanh và cái tỷ lệ đồng đều trái nó sẽ cao đấy, nghĩa là trái của chúng cái trái cây cà phê của chúng ta nó sẽ lớn đều và nó nhanh lớn hơn, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, khi chúng ta cung cấp đủ hàm lượng đạm thì cây cà phê của chúng ta nó sẽ đi đọt rất là khỏe, và đồng thời là nó sẽ ra những cái cành dự trữ sang năm. Đây ví dụ những cành này đó, nó sẽ ra những cành dự trữ sang năm như thế này đó. Còn nếu như mà thiếu đạm thì nó vẫn có thể ra những cái cành dự trữ như này, nhưng nó sẽ rất là yếu, sẽ không khỏe như thế này đâu, và đồng thời là những cái đọt này nó cũng sẽ yếu. Ngoài ra là trái, tình trạng trái nó lớn không đồng đều, nó lớn không đồng đều, rồi cái tốc độ lớn nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Do đó ở giai đoạn này anh chị cần cung cấp hàm lượng đạm khá là cao. Và nếu như anh chị nào mà chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm chúng ta sử dụng phân trộn rồi thì mình sẽ không đề cập tới. Còn nếu anh chị cô chú nào chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà sử dụng phân trộn á, thì chúng ta nên mua NPK, và tốt nhất là mua những cái đơn vị nào mà nó có uy tín để đảm bảo về chất lượng cao hơn. Thì trong quá trình mua, khi chúng ta bón phân ở giai đoạn này, anh chị đi mua phân á, anh chị lưu ý ngoài cái hàm lượng đạm lân kali ra, thì anh chị nên lựa chọn thành phần ở phía sau á, cộng thêm cái thành phần TE anh chị. Ví dụ như là đạm lân kali cộng thêm TE. Ở giai đoạn này anh chị nên bổ sung như thế. Còn về tại sao lại chọn TE thì nếu nói ra thì nó sẽ rất là nhiều, nhưng nó lại là cái thành phần giúp ích rất là nhiều cho cây trồng của chúng ta anh chị ha. Nó sẽ giảm bớt cái việc rụng trái ở cái giai đoạn mà trái cà phê hình thành nhân anh chị. Và cái yếu tố thứ ba mình muốn đề cập tới ở cái giai đoạn này đó là thuốc. Thuốc ở giai đoạn này thì chủ yếu là chúng ta sử dụng những cái dòng thuốc mà nó trị và phòng nấm là chủ yếu. Nếu như vườn của chúng ta thường xuyên phòng thì giai đoạn này chúng ta phòng. Còn có một số vườn của anh chị cô chú ít xịt phòng thì giai đoạn này đúng hơn gọi là trị. Cho dù là trị hay là phòng thì giai đoạn này chúng ta cũng cần phải có thuốc. Và đối với cách làm của mình ở giai đoạn này, thuốc mình hay sử dụng đó là mình hay nhìn vào cái thế của cây, cái sức của cây. Do vì cái vườn của mình là mình hay xịt thường xuyên định kỳ, phòng định kỳ, cho nên là cây của nó khá là ổn. Đó, khá là ổn. Cho nên ở giai đoạn này mình hay sử dụng đó là mình sử dụng hoạt chất hexaconazole anh chị.
giai đoạn này là mình hay sử dụng hoạt chất hexaconazole. Thì khi mình sử dụng như vậy thì nó có tác dụng đó là phòng thăn thư này, phòng nấm hồng này, phòng đốm mắt cua rồi rỉ sắt. Ngoài phòng ra thì nó vẫn trị, nhưng mình chủ yếu là mình phòng, cho nên là mình chia sẻ đây là mình phòng là chủ yếu đó. Còn nếu chúng ta xịt để chúng ta trị á, thì chúng ta xịt cái liều lượng nó cao hơn một tí, còn mình phòng thì mình sử dụng cái liều lượng nó loãng hơn một tí so với cái việc chúng ta sử dụng trị. Đó là thuốc đó. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng hoạt chất hexaconazole anh chị, vào cái giai đoạn mà nó hình thành nhân á, thường thường ở giai đoạn nó sẽ rụng rất là nhiều trái, thì mình sử dụng cái hoạt chất hexaconazole này nó cũng sẽ giúp ích trong cái việc hạn chế rụng trái non và trái ở cái giai đoạn hình thành nhân rất là nhiều. Ngoài ra ở giai đoạn này thì mình muốn chia sẻ thêm, đồng thời cũng là nhấn mạnh thêm về cái việc chúng ta sử dụng phân trên trên lá cây cà phê của chúng ta. Đó là chúng ta có thể sử dụng thêm canxi bo, canxi cộng thêm bo cộng thêm vi lượng để xịt ở giai đoạn này. Nó là cái thành phần rất là quan trọng đối với cây, giúp cho trái cây cà phê nó được cứng chắc hơn, cuống trái nó được khỏe hơn. Do đó là nó sẽ giảm bớt cái việc rụng trái ở trên cây cà phê của chúng ta. Ngoài cái việc chúng ta sử dụng phân thuốc đó ra thì chúng ta cần phải cung cấp cái hàm lượng vi lượng cho cây đều đặn. Hàm lượng vi lượng chúng ta cần cung cấp thì nó không cần phải quá nhiều, nhưng phải có chị nhé. Nếu như không có thì nó lại làm cho cây của chúng ta nó giảm cái sức đề kháng đi. Do đó là bệnh tật hoặc là nấm này kia nó tấn công rất là dễ, khiến cho cây của chúng ta dễ bị bệnh, hoặc là nó cản trở trong cái việc mà hấp thụ dinh dưỡng này kia. Đấy, chỉ vì thiếu vi lượng thôi. Tuy nhiên là cái hàm lượng vi lượng này mình nói đi nói lại là không cần quá nhiều, tại vì nó là vi lượng, nó cần một cái lượng rất là ít. Đó. Ngoài ra bên cạnh vi lượng ra thì chúng ta cũng cần phải cung cấp trung lượng. Trung lượng thì nó rất là dễ ha. Bây giờ trung lượng người ta làm dưới dạng phân. Ngoài ra thì mình muốn chia sẻ thêm về cái việc chúng ta sử dụng phân dinh dưỡng qua lá. Thì ở giai đoạn này á, nếu như anh chị làm gọi là fan làm cà phê á, thì chúng ta có thể bổ sung thêm canxi bo anh chị nhé. Canxi bo thì hiện nay ở trên thị trường nó có rất là nhiều dòng. Anh chị có thể mua cái dòng hỗn hợp sẵn canxi bo, hoặc là mua chai canxi riêng và bo riêng, sau đó chúng ta trộn. Trong cái quá trình chúng ta xịt canxi bo thì chúng ta có thể thêm vi lượng như hồi nãy mình có nói. Tuy nhiên là cái vi lượng này nó là cái vi lượng, cho nên là chúng ta không không nên sử dụng quá nhiều, chỉ cần vừa đủ là được rồi, ít là được rồi. Mặc dù như thế á, thiếu trung vi lượng thì nó lại không được. Nhưng mà nếu dư á, thì ở một khía cạnh khác thì nó lại có thể gây hại lại cho cây anh chị nhé. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Thì trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái cách làm của mình, gọi là những cái kỹ thuật, những cái cách làm của mình đối với cây cà phê ở cái giai đoạn chăm sóc trái non. Thì trong thời gian tới mình sẽ làm thêm những cái clip ở từng cái giai đoạn và từng cái vấn đề có thể xảy ra ở trên cây cà phê. Và nếu như anh chị chúng ta có những cái cách làm thiết thực, bổ ích và hay hơn, ý nghĩa hơn, cũng như là những cái đóng góp với những cái chia sẻ của mình á, thì anh chị hãy để lại cái phần bình luận của mình ở phần bình luận trong cái clip này anh chị nhé. Mình sẵn sàng học hỏi cũng như là trao đổi thêm kinh nghiệm với những quý anh chị xa gần. Bây giờ thì mình xin phép dừng cái clip tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.